Thưa quý vị, năm 2017 đánh dấu 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Dấu ấn thành công nhất của ASEAN trong chặng đường 50 năm qua là ASEAN đã mở rộng, trở thành một ngôi nhà chung của khu vực với 10 nước thành viên. Và vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, ASEAN đã tiến lên một mức phát triển mới, trở thành cộng đồng ASEAN được xây dựng và liên kết trên ba trụ cột: chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Từ đây, ASEAN sẽ phát triển trở thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ, liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN, nhưng không khép kín mà vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài. Trong năm 2017, cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu tăng cường liên kết kinh tế để phát huy đà tăng trưởng, đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực, tăng cường giao lưu giữa người dân 10 nước thành viên và hướng tới vai trò là một đối tác gắn kết toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước mà ASEAN cần nỗ lực giải quyết, trong đó có vấn đề Biển Đông, chủ nghĩa khủng bố và tư tưởng cực đoan. Đây là những chia sẻ của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh với chương trình Cửa sổ ASEAN nhân dịp đầu năm mới 2017. Theo Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, liên quan vấn đề Biển Đông, năm 2017, ASEAN sẵn sàng cùng với Trung Quốc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hoàn tất bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC. Các thành viên ASEAN hoan nghênh đề xuất trên hồi năm ngoái của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về việc đẩy nhanh các cuộc tham vấn về COC, trong đó có việc phát triển một bộ khung cho COC trước giữa năm 2017. ASEAN sẵn sàng thúc đẩy quá trình tham vấn này không chỉ về bộ khung mà còn về nội dung thực chất của COC. Vấn đề là cái bộ quy tắc ứng xử của bên Biển Đông ấy, phải là một cái bộ quy tắc ràng buộc về pháp lý, có khả năng là không chỉ là ngăn chặn mà xử lý các cái diễn biến phức tạp có thể xảy ra ở Biển Đông. Năm 2017, một thách thức mới nổi mà ASEAN đối mặt là chủ nghĩa khủng bố. Nguy cơ đang gia tăng khi các nhóm khủng bố quốc tế, trong đó có IS, đang chuyển dần hoạt động từ Trung Đông sang những địa bàn mới, bao gồm Đông Nam Á, để tuyển mộ và xây dựng căn cứ mới. Và ASEAN phải sẵn sàng đối phó với cái tình hình này thông qua việc là tăng cường hợp tác và thực hiện cái công ước của ASEAN về chống khủng bố, cũng thông qua cái việc là tăng cường hợp tác về thu thập thông tin tình báo và trao đổi thông tin, cũng như là hợp tác với các cơ chế của Liên Hợp Quốc cũng như là của các cái nước đối tác. Một thách thức nữa mà ASEAN phải đối mặt là sự xuất hiện trở lại của tư tưởng dân tộc cực đoan và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ở một số đối tác chính và quan trọng của ASEAN trên thế giới, có thể ảnh hưởng tới kế hoạch tầm nhìn ASEAN đến 2025. ASEAN phải có cái nỗ lực để mà đa dạng cái quan hệ đối ngoại, cũng như là cái quan hệ, kể cả cái quan hệ kinh tế đối ngoại, thúc đẩy sớm hoàn tất cái quá trình thương lượng về cái đối tác cái kinh tế khu vực toàn diện, cũng như là hoàn tất cuộc thương lượng về các cái khu vực, các cái thỏa thuận mậu dịch tự do với các cái đối tác tiềm năng. Tổng thư ký Lê Lương Minh cho biết, trong năm 2017, ASEAN dưới sự dẫn dắt của nước chủ tịch Philippines sẽ đẩy mạnh 6 ưu tiên, bao gồm tiếp tục xây dựng một cộng đồng lấy người dân làm trung tâm, tăng cường an ninh, ổn định khu vực, tăng cường an ninh và hợp tác trên biển, tăng cường khả năng tự lực tự cường của ASEAN, xây dựng ASEAN thành một mô hình tiêu biểu về hợp tác khu vực, tăng cường việc chủ động hội nhập với thế giới của ASEAN. ASEAN sẽ tiếp tục con đường phát triển là một cộng đồng ngày càng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và có trách nhiệm với xã hội, một cộng đồng có tính cạnh tranh cao, một cộng đồng năng động và ngày càng chủ động hội nhập với thế giới.